là hồ tớ tớ thường là cho câu cũng bình thường như người ta trăm bốn tiếng thôi. Thế trong điều kiện nếu được cá là tớ phanh đúng 1 tiếng rưỡi là tớ phanh đấy. Có nghĩa là đấy. Được nếu không được thôi thì kệ. Hai ba con. Có nghĩa là không được thì cứ ngồi thoải mái. Hai ba con mà to to thì cho là thì ngồi 4 tiếng. Thế là 4 tiếng rưỡi. Thế thì còn thì thôi không được thì là tớ thoải mái. Không chứ không phải cho câu nhiều nữa đâu, không không phải đắt tiền nữa. Trước là tôi cho câu 300. Nhưng nói đúng là hồ mình vô phúc và dính vài cá cũ trôi tới toàn 4 cân. Có vừa lứa tuần vừa rồi này, hôm 26 vừa rồi thì đổ có từ 1 cân cho đến cân 7. Thế cả, ai ra, ấy dính chép liên tục. Đây thì toàn chép đều đấy, nó mới nè. To thì bằng bàn tay này mà nhỏ thì nó. Chép này chép giống thì ngon nhỉ. Giống thì giống, các vật đẻ thì vứt sang, đông quá người ta không vứt bên này tiếp vứt ra bên này nhưng mà nó béo lớn cho ăn suốt cả. Nó dày quá, nhiều lắm. Nó nhiều quá, nó dày quá, đấy ngôi đấy. Của bác Đa là hiện tượng ổ vào đấy, thật sủi tăm lên. Chúng ta nó vào dưới ổ. Nhưng hồ bên này là hồ mình không cho câu. Hồ này là hồ thả. Hồ nuôi cá nuôi thì vẫn phải cắt cỏ, cá chấm, cá chép này là vẫn cho ăn cá cỏ đúng không ạ? Nhú năng phết nhỉ, đóng rồi, chết chép rồi. Này phập phập là chết chép rồi. Ấy, ấy, bành chết chép rồi, chết. Cái giống này là nó không lớn. Hay là, con khủng long rồi. Đấy. Đấy rồi, câu lưỡi đôi thôi, không cần nhiều. Ấy, dòng sướng chưa? Đấy. Con này thì có khi là tay khá khá gần tí. Thế. Đấy, của phát hiện một củ lưỡi. Đấy, nồi củ đấy, chép. Đấy, ngồi ít nhất nó mới được thế này nó sướng này. Ở bên nào cơ? Bên này. À. Đấy, con chép. Ấy, thầy chủ ngủ. Ấy, úi giời. Cụ sướng cười tươi tít thế rồi. Rồi, mãi bên kia không được dòng nhá. Rồi sang bên này được dòng, sướng chưa? Câu áo nuôi cái nó được dòng ngay. Úi giời. Quá dữ. Thế thôi, không dòng đi dòng lại cho sướng. Ui, ui giời. Bên này dính luôn này. Con này thì to hơn. Con này thì chắc là to. Con này to hơn, con này to hơn. Giật cái ngày lên đường rồi. Thế này mà cái chép nhỏ nhỏ này mà cứ được câu lên tí mà có cái con bé nó mới đến nó làm 4.000 một cân đánh thì cái kiểu nó mua để về nó bán, nó nuôi mà, chắc mua về nó nuôi. Câu hồ dịch vụ không được ấy, chủ hồ cho hẳn sang đây ngồi oánh câu được mấy con mang về dán đây sướng. Úi giời cần cong kìa, úi giời cần cong kìa, úi giời đây lại lên nữa này, lên liên tục. Nó chắc là nhìn đẹp hết nhỉ, chắc đẹp thật. Thế này nay mai thì năm sang năm mới ngon này. Thằng cái này mà sang năm mà còn thì... đúng rồi, cái loại này mà sang năm này ngon này. Đấy, chép đẹp thế. Úi giời cụ cười tươi tít thơ lò này. Đấy, em lai sang là sang năm thì thoải mái sống sang mà. Mấy cần thủ bên này thấy không thấy vứt túi xuống nước à? Học của các con đây chuyển ra đây luôn. Nếu kia nó còn rồi đây thì là nó mà
đón này này, tôi trước khi về thà này tôi lấy ít các cụ bây giờ 80 tuổi lên thành cụ 80. Chứng tỏ là mồi của cụ rất chi là tốt đấy chứ. Hồ bên này tôi nói với là mấy chiến sĩ mồi dù và câu cần đơn câu cần tôi cho câu cần mà đã chép về bằng ba tô lá lên là 40 cân câu lên 2 cân còn chấm của mình hơn 3 cân đấy lúc này nâng lên 60.000 nâng lên mà cực to chỉ luôn. Nâng thôi không cần phải giật đấy là mất rồi 3 nghìn giữ còn giữ chấm con này to đấy thế chạy uổm nước rồi kìa đừng về không phải giật cứ thế mà kéo thôi nhấc thôi mà. Lưỡi đơn này. Sức này. Sợ. Đừng không phải giật. Cái này đừng giật giật là sức mồm hết không được. Chỉ việc kéo nó lên thôi. Ấy dính rồi, bên kia dính rồi. Úi giời. Hay đấy, ấy ngồi xem này thích hơn. Để tao qua ai để nó mau quá 40 bao cam cò mà tính ra mới 3 206 đều không ấy nó không lớn muốn trở to sang năm là ăn cho nó câu nào đây nhỉ. Đấy của ông chỗ này là dính ổ rồi ông ạ, thì tăm chép toàn tăm chép kìa ông kìa. Đấy lại dính rồi, chuẩn bị dính rồi toàn tăm chép ở dưới kìa, nó cày lên đấy, tăm chép nhiều chưa sát phao, nhưng mà ao nhà ao nuôi rất mê câu. Cần nó bảo về lấy cho nó cần, mình đang bảo cá không ăn đâu mà nó cứ bảo về, nó vào đây rồi. Đừng giật, chỉ việc nâng mạnh lên đây thôi. Chỗ của ông tầm chép nó nhiều quá kìa. Vâng. Câu mà tâm như này thì anh sướng lắm. Khả năng là hết mồi. À đấy, vẫn nhún đấy. Vẫn nhún đấy. Đấy. Ngay cái láo ổi. Chú bên này cứ thấy díu ẩm ẩm ấy mà không thấy giật nhỉ. Đấy, lôi thế là đóng là chết. Đấy mà không chết. Mà chú thế nào nó ăn ác nhỉ, mà nó lại không dính nhỉ. Hơn chục ngày câu không được con gì cả. Nó hồ bên này cũng không thấy cá nó búng nhỉ. Vâng.
bút này làm rất ác nhé. Úi trời, ông giật mạnh thế. Con chấm to thế nào cũng đấy, dính con này dính chắc rồi. Ôi thế mà không dính cái kiểu gì nhỉ, sợ thật đấy. Nó díu như thế mà không dính. Ba cần thủ ngồi câu móm nhiều quá, được sang đây ngồi giải lao một tí. Ăn liên tục. Ui trời, tăm kìa. Thả một phát, thả ném mồi cái tăm nó vào. Chết chép. Ui giời. Mẹ và cân mẹ ta mẹ tao nhìn có vẻ không có mẹ đâu. Biết hồ bên này nước có sâu mấy mét mà thử chưa? Nói chung là cũng ngồi từ đó được khoảng vài ba con to to thì nó bảo thôi, thì chứ còn một con hai con thì cũng ngồi. Ông ơi, hồ bên này nước có sâu không? Hồ bên này cũng hơn mét nước. À, hơn mét thì bằng hồ Lượng tầm đấy. Không, như đây, hồ sâu hơn Lượng thì... Vâng. Một phát này vậy. Đấy, nhíu luôn, nhíu chết. Thế mà không chết. Cụ giật mạnh quá, cụ máu thế. Cụ đóng như thanh liên. Đóng bút chỉ. Hôm bên này thả chấm chấm cỏ. Cắt đầy cỏ cho ăn này. Có chấm nhưng có chấm kép của bên này nhưng mà nó có thả sang bên này đâu. Bên này cũng vậy. Vâng. Túi đồ cầu. Bên này ăn rất đáng. Phao nhún như các kiểu. Vâng. Kép 3 cân, 2-3 cân trôi của nó mấy. Trôi của nó trước được câu khoảng 3 cân.
ít sửa chép mút bánh nhồi đóng rồi rồi tạm dừng.